Kính thưa bà con, những năm gần đây, nhiều nơi tại đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và các vùng trồng lúa khác trong cả nước nói chung, bà con trồng lúa gặp không ít khó khăn trong canh tác do các loại cỏ dại hoành hành, cạnh tranh dinh dưỡng, khiến cây lúa kém phát triển. Đặc biệt là nhiều loại cỏ có tính kháng thuốc cao, khó diệt trừ như cỏ cháo, cỏ chát, cỏi lác, vân vân. Trong vụ thu này, tôi lo sợ là ba đối tượng. Nhóm thứ nhất là chanh giá, thứ hai là đậu ôn và trái bì lá, nhóm thứ ba là cỏ chát, cỏ lác. Do điều kiện thời tiết không thuận lợi, sương mù nhiều, đậu ôn xuất hiện. Và năm nay, đặc biệt năm nay là cái nguồn nước rất thiếu cho nên nhóm cỏ lác, cỏ chát lên rất nhiều. Đó là ba cái đối tượng mà chúng tôi quan tâm. Cái ruộng lúa là nó đã không thiếu nước, mà cỏ cháo, cỏ chát thì nó lên rất nhiều. Nên tôi cũng có thử rất là nhiều loại thuốc nhưng mà nó không có chết gì hết. Tôi rất là sợ là cỏ cháo, cỏ chát. Chúng bà con rất là sợ là cỏ chát lắm, rất là quan trọng. Để giải quyết vấn đề trên, công ty BASF Cộng hòa Liên bang Đức xin giới thiệu sản phẩm Basagran 480SN chuyên trị các loại cỏ thuộc nhóm cháo chát, đặc biệt là các loại cỏ đã kháng thuốc. Khi sử dụng sản phẩm Basagran này, tôi thấy hiệu quả, rất hiệu quả. Xịt xong là cây cỏ nó khô, nó đổi xuống, là không ảnh hưởng đến lúa, mà lúa đang có đồng đồng, đang chỗ đẹp sẹt, mà không ảnh hưởng gì. Nói chung là tôi thấy là cái Basagran của công ty BAS này là xịt cỏ chát rất rạc, là cỏ chết rất đẹp, là lúa thì vẫn xanh phát triển bình thường, không có ảnh hưởng gì lúa hết. Còn hai cái có cái lợi nữa là xịt cái Basagran là không cần phải đưa nước vào cỏ cho nên gò vẫn chết rất đẹp. Thì sau khi tôi phun 7 ngày sau thì thấy cỏ nó chết mà lúa cũng còn xanh, thấy cũng hiệu quả cái thuốc này và nó không có thiệt hại cái lúa, cây lúa lớn của mình. Cái sản phẩm là Basagran này khi tôi phun vào chỉ một lần phun thì là cỏ chết là đạt là trên 97%, đặc biệt là những cái chỗ gò, chỗ mất nước. Sản phẩm Basagran này là cũng tiêu diệt tất cả các loại cỏ luôn, đây là cỏ chát cái lát luôn. Thậm chí là cỏ mà trổ bông thì phun người vẫn chết bình thường, nhưng mà cái tính năng đặc biệt vượt trội của nó là an toàn cho lúa. Thì sau khi giờ là tôi sử dụng cái sản phẩm này so với là những sản phẩm khác thì thuốc Basagran này là đạt hiệu quả rất là cao. Thì trong thời gian sắp tới thì tôi đã rất tin tưởng vào sản phẩm là Basagran này và chúng tôi nông dân chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm Basagran này. Cái thuốc Basagran á, hồi cỏ chưa xịt thuốc á thì cái cỏ nó tốt vậy, nó chừng xịt vô rồi cái cỏ khoảng 7 ngày sau là cái cỏ nó thúi gốc, nó chết toàn thân luôn. Là cái cây lúa tâm đắc, cây lúa nó rất phát triển, rất tốt bình thường chứ không có gì hại đến cây lúa hết. Basagran có hiệu quả cao đối với mọi giai đoạn sinh trưởng của cỏ, từ cỏ nhỏ cho tới cỏ lớn, kể cả cỏ đã có bông. Đặc biệt Basagran rất an toàn cho lúa. Giờ đây bà con trồng lúa đã có thể yên tâm vào một vụ mùa bội thu cho một cuộc sống thêm ấm no, hạnh phúc. BASF. We create chemistry.